Chào các bạn nha. Có bạn hỏi với mình rằng là bạn ấy muốn mua cái máy sấy ngưng tụ về để sử dụng trong gia đình. Nhưng bạn lang thang ở trên mạng á, thì bạn nói là bạn thấy được có nhiều người nói là máy sấy ngưng tụ sau thời gian sử dụng á, nó sẽ ám cái mùi. Thứ nhất là nếu mà quần áo bị ỉ, bị hôi thì nó sẽ ám cái mùi hôi vô trong cái máy sấy ngưng tụ. Hoặc là cái mùi nước xả gì đó nó sẽ ám lại trên đó. Việc đó đúng hay là sai? Cái máy sấy ngưng tụ nói chung các bạn ha, thì nó hoạt động theo cái hình thức là nó thổi khí nóng vô và sau đó nó rút cái khí lạnh ra, nó ngưng tụ. Nó ngưng tụ lại thành hơi nước và nó thoát ra ngoài. Thì có nhiều cái loại máy sấy ngưng tụ là nó thoát nước ra một cái hộp lọc, giống như cái hộp chỗ chúng ta chứa nước giặt, nước xả ở đây các bạn. Và sau thời gian sử dụng cái hộp đó đầy á, thì các bạn phải đem cái hộp đó bạn đi đổ. Nếu bạn không đổ sẽ nó báo là hộp nước đã đầy. Và có nhiều cái loại máy sấy ngưng tụ nó kết hợp với cái máy giặt sấy, thì nó sẽ không có cái hộp chứa nước, mà cái đường nước nó sẽ thoát, cái hơi nước nó sẽ thoát qua những cái lỗ này và được ngưng tụ thành nước lỏng. Và sau đó nó thoát ra ngoài bằng cái đường ống thoát nước bình thường của máy giặt. Cái việc mà nó bị ám lại cái mùi thì việc đó nếu nói là không có thì cũng không đúng hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà nói có mà quá nặng nề thì cũng không phải. Vì các bạn biết rằng khi chúng ta mới vừa sấy quần áo xong, chúng ta mở nắp ra thì chúng ta sẽ nghe được cái mùi của cái nước xả. Cái mùi của nước xả của cái quần áo chúng ta bỏ vô sấy. Và sau khi chúng ta lấy quần áo ra rồi và chúng ta mở cửa ra thì cái mùi nước xả đó nó cũng sẽ bay đi mất tiêu. Thì cũng giống như cái mùi mà gọi là mùi ẩm mốc, mùi hôi gì đó, nếu có ở trong quần áo nó ám lên trên đó thì cái phần nhiệt nó sấy nó cũng bay hơi đi hết. Nó không thể nào mà nó ở lại vĩnh viễn ở trong máy sấy hoặc là nó ở lại vĩnh viễn ở trong máy giặt. Thành ra nếu mà chúng ta lo lắng về việc đó, nếu các bạn là một người kỹ tính thì các bạn có thể là phát hiện cái mùi đó thì chúng ta dùng cái khăn sạch, chúng ta thấm nước, chúng ta lau hết cái lòng ở bên trong. Lau kỹ càng tốt các bạn ha. Và đặc biệt nếu như cái máy sấy ngưng tụ của bạn là dạng máy giặt sấy thì các bạn là lau kỹ ở những mấy cái ron này. Một cái điều kiện tiên quyết để mà các bạn hạn chế cái việc đó là dù máy giặt hay là máy sấy, sau khi chúng ta sử dụng, không còn nhu cầu sử dụng nữa, các bạn mở cửa ra để cho nó thoát bớt ba cái hơi đó ra. Nhiều người có cái thói quen hay đóng cái cửa này lại vì sợ em bé chạy qua chạy lại vướng các bạn ha, cho nên thường hay đóng. Nhưng mà chúng ta phải mở ra. Nếu chúng ta không mở được hết 180 độ thì các bạn có thể hé như thế này và chúng ta chặn một cái miếng vẽ hay cái khăn gì ở đây nè cho nó hở cánh cửa này ra, thì để cho những cái khuẩn hôi gây mùi á nó không có hoạt động ha. Thành ra các bạn cứ an tâm. Với mình thì máy sấy ngưng tụ hay máy sấy thông hơi thì nó khác nhau về cái cơ chế hoạt động thôi, chứ còn rõ ràng về cái vấn đề mà cái công năng của nó là làm khô quần áo thì cái nào nó cũng có hiệu quả và nó không có cái chuyện để lại mùi gây khó chịu. Các bạn ha, xin chào và xin hẹn gặp lại.